Hôm nay thì thả cá các bạn này. Đấy, những con cá này sẽ giúp đỡ các bạn trong cả năm. Hả bố? Đã thắp hương rồi nhá. Cho nên ban thả luôn. Đẹp chưa? Wow. Đẹp chưa các bạn? Cá vàng nè. Tiến tới là Việt Nam sẽ thả cá xuống sông và những người ăn trợ cấp xã hội sẽ phải đi cho cá ăn ở trên sông. Ra luật và mang cái hộp để mép bờ sông. Cái két, cái nhét tiền là 5 cân bao nhiêu? 20, 10.000, 15.000 cân đi. Năm, 25, năm 1, 5, 75.000. Nếu bắt được 5 cân là phải cho vào cái hộp cái là 75.000. Tiền Việt tự giác. Rừng vàng biển bạc là đây các bạn ơi. Đây là cái điện này. Đón xuân đầu năm ngày 23, đưa ông ta về trời, gửi ông niềm xin anh sang từ đây. Vâng. Và điều ước mơ bình yên. Đói. Có luôn, có cá ăn. Bố chân gà. Chân gà. Trong đàn tim nhé. Cắt luôn mà nhận được rồi. Dưới 12 rồi anh. Đúng rồi, dưới 11 rồi. Mỗi nhà 3 con. Cứ thế gặm thôi. Rồi đi hoa vàng các cụ. Đây con quay đi. Vâng. Ta-da. Ta-da. Quay. Quay. Đưa ông ta về trời. Đón xuân đầu năm ngày 23. Đưa ông ta về trời. Gửi ông niềm xin kinh sang thượng đế. Luôn ban phúc người người và nhiều ước mơ bình yên. Đưa ông ta về trời. Gửi ông niềm xin kinh sang thượng đế. Luôn ban phúc người người. Vâng. Chào ba. Chung cái này chung cái gì? Chiên nhà đó. Đấy, Covid này đấy. Đừng có động chạm xem nào. Đưa ông ta về trời. Đón xuân đầu năm ngày 23. Đưa ông ta về trời. Gửi ông niềm xin kinh sang thượng đế. Luôn ban phúc người người và nhiều ước mơ bình yên. Xóa tan nghèo đôi cùng xuân đầm ấm, ban phúc đức nhà nhà và niềm ước mơ rạng rỡ. Hãy chiều con tim gửi dâng đến ông, cùng vui đón xuân sẽ luôn ấm no yên bình. Quay dù bao khó khăn sẽ được xóa tan, để xuân năm nay gắn dâng đây ở đây. Cất lên này. Đó nó có. Ông bố cá
khác thôi, nhưng đang dưới này. Rồi. Nhưng không có được góc kia. Nè, con dưới, cầm nét bố thả ra. Ước cái gì đi, trời được cái thế, năm ngoái ước chưa được, năm nay thì ước đi. Ước cái gì? Đón xuân đầu năm ngày 23, đưa ông ta về trời, gửi ông niềm xin kinh sáng từ đây, luôn ban phúc người người và nhiều ước mơ bình yên. Còn cái gì nữa? Đưa ông ta về trời, gửi ông niềm xin kinh sáng từ đây, luôn ban phúc người người, xóa tan nghèo đói cùng xuân đầm ấm, ban phúc đất nhà nhà và niềm ước mơ sáng sớm.